Vì sao ngày nay chúng ta tu hành công phu không đắc lực? Nói thật, không những không hiểu rõ lý và pháp, đến con đường an ổn này cũng chưa nhận thức được. Đối với con đường an ổn này, bán tín bán nghi. Như vậy làm sao có thọ dụng? Chúng ta cần phải hiểu vì sao hiện tại công phu của mình không đắc lực. Nguyên nhân là đây. Tìm ra nguyên nhân không đắc lực thì dễ xử lý, sửa đổi là được thôi. Đầu tiên, chúng ta tăng cường sự nhận thức đối với con đường an ổn. Tăng cường ra sao? Phải tăng cường nghe kinh, tăng cường nghiên cứu chú giải, khiến chúng ta đối với nó có hiểu biết thật sự. Sau đó chúng ta tiếp tục đọc tụng, dùng một thời gian để đọc kinh, tu căn bản trí. Trên thực tế, có thể đồng thời tiến hành. Mỗi ngày tôi dùng 2-3 tiếng đọc kinh là hoàn thành giới định tuệ cùng một lúc. Cũng có thể dùng 2-3 tiếng để nghiên cứu chú giải, để hiểu ý nghĩa của nó, có thể đồng thời tiến hành. Vì đây là một bộ kinh, làm như vậy không gọi là tạp tu, vẫn thuộc về chuyên tu. Giải và hành song song. Sau khi hiểu rõ phải làm, nhất định phải thực hành. Trong kinh, Đức Phật dạy cho chúng ta phương hướng chung là hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Cần phải ghi nhớ câu này. Kinh Vô Lượng Thọ, chư vị cổ đức thời Tùy Đường phán nó là kinh đệ nhất mà Thế Tôn nói trong suốt 49 năm. Chính là câu này. Vượt qua Hoa Nghiêm, vượt qua Pháp Hoa. Cổ đức còn nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa chỉ là dẫn đường đến Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Quý vị xem lời nói này nghiêm trọng biết bao. Đây đều là chư vị Tổ sư Đại Đức nói, không phải người bình thường nói. Người bình thường không nói được như thế. Không phải người từng trải không nói được câu này. Do vậy, chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả mọi hành trì đều phải lấy 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền làm tiêu chuẩn. Bắt đầu hành trì từ đâu? Bắt đầu từ khéo hộ trì tam nghiệp. Khéo hộ trì tam nghiệp là tự độ. Tự độ sau đó mới có thể độ tha. Thứ nhất là hộ trì khẩu nghiệp, hộ trì thân nghiệp, hộ trì ý nghiệp, khéo hộ trì ba nghiệp. Ba nghiệp thanh tịnh cũng là chúng ta thường nói. Quý vị chính là hình tướng của Phật Bồ Tát.
hình tướng Phật Bồ Tát hiện tiền, nhất định là tự lợi lợi tha. Không cần giảng kinh thuyết pháp, quý vị đã độ vô lượng vô biên chúng sanh. Khiến người khác tiếp xúc với quý vị liền sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm cung kính. Đây là hình tướng của Phật Bồ Tát. Người không học Phật, thấy Phật Bồ Tát cũng sanh tâm cung kính. Chúng ta có làm được chăng? Vì sao có thể khiến người cung kính? Không những khiến người cung kính, mà còn khiến súc sanh và quỷ thần đều cung kính. Họ cung kính quý vị đều gì? Cung kính vì ba nghiệp của quý vị thanh tịnh. Họ không phục vì họ không làm được. Chúng ta hãy bình tĩnh quan sát xung quanh mình. Những người ta tiếp xúc, tôn giáo khác nhau, tộc quần khác nhau, xem thử đáp ứng của họ đối với chúng ta có ấn tượng rất tốt và có đánh giá rất tốt. Đây là phản hồi chúng ta đạt được khi tu thiện hộ ba nghiệp. Chúng ta tu hành theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ đạt được những cảm ứng này. Chúng ta mới bắt đầu hành trì. Nói thật, chỉ mới làm được 1%, 1/1000. Vậy là đã nhìn thấy hiệu quả rồi. Nếu làm được 1/10, 2/10, như vậy không tuyệt vời ư? Như vậy niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, có lý nào không sanh tịnh độ? Vì thế con đường an ổn. Chư vị đồng tu phải nhớ rằng, tu hành theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, khéo hộ trì ba nghiệp, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây chính là con đường an ổn của Phật Quang Chiếu Hiện. Trong thời kỳ mạt pháp, đồng tu xuất gia có thể thực hành sa di luật nghi. Đồng tu tại gia có thể hành trì ngũ giới thập thiện. Quý vị thật sự là đệ tử Phật, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, đến yêu ma quỷ quái gặp quý vị cũng đều khâm phục, cũng đều tôn kính. Hoàn toàn dựa vào bản thân có thật học hay không. Cư sĩ Hạ Liên Cư thường dặn dò chúng ta phải thực hành. Hai chữ này nói rất hay. Không được tu hành giả dối. Giả dối sớm muộn cũng bị người vạch trần, không đáng một xu. Quý vị không thể nào lìa khổ được vui, chỉ có tu hành chân chánh mới được.
để phương tiện cho việc tu hành của chư vị đồng học. Chúng tôi trích lục từ trong phần kinh văn rất dài của kinh Vô Lượng Thọ ra 62 câu. Hy vọng trước tiên thực hành 62 câu này. Chúng tôi nghĩ có rất nhiều vị đồng tu tuổi từ trung niên trở lên. Người đọc được 3.000 biến kinh không nhiều lắm. Đọc xong 3.000 biến, tất nhiên có người có thể thuộc lòng. Nhưng người không thuộc cũng không ít. Nếu không nhớ kinh văn, làm sao quý vị thực hành? Quý vị muốn thực hành, trước hết nhất định phải nhớ kinh văn. Chúng ta khởi tâm động niệm, lập tức suy nghĩ lại xem có tương ưng với lời Phật dạy chăng? Ý niệm này của mình có thể sanh chăng? Lời này của mình có thể nói chăng? Việc này của mình có thể làm chăng? Lập tức lấy giáo huấn của Phật làm tiêu chuẩn đối chiếu. Việc đối chiếu này gọi là giác ngộ. Quý vị không mê. Nhưng không nhớ những kinh văn này, quý vị không thể đối chiếu. Thế nên, vì để phương tiện, chúng tôi đặc biệt đem một bộ kinh lớn như thế, trích lục ra 62 câu. Toàn kinh không thể đọc thuộc, không thể thuộc lòng. 62 câu này chắc chắn có thể ghi nhớ, có thể thuộc. Quý vị mới có thể nói đến chuyện tu hành. Tu hành là gì? Là sửa đổi hành vi sai lầm của chúng ta. Chúng ta xử sự đối nhân tiếp vật, cuộc sống hàng ngày của mình, những điều gì nghĩ sai, thấy sai, nói sai, làm sai, đây là tiêu chuẩn. Trái với tiêu chuẩn này là sai. Sửa đổi sai lầm này lại phù hợp với giáo huấn của Phật, vậy là đã sửa đổi. Đây gọi là tu hành. Chư vị phải nhớ rằng, tu hành không phải mỗi ngày niệm bao nhiêu danh hiệu Phật, tụng bao nhiêu quyển kinh, lạy bao nhiêu lạy. Đó là kiểu cách tu hành, hình thức tu hành. Phật Pháp không trọng hình thức, chỉ trọng thực chất. Thực chất là gì? Là sửa đổi cách làm, cách nghĩ sai lầm của chúng ta. Sửa đổi lời nói ngôn luận của chúng ta, cách nói của chúng ta. Sửa đổi sai lầm do thân thể mình tạo ra. Đây gọi là tu hành. Đây gọi là thực hành.
Yeah.